Nếu như bạn không yêu cô gái ấy, đừng nhắn tin hỏi han, quan tâm trên mức xã giao. Cũng đừng để xảy ra những chuyện tình cờ. Nếu bạn không yêu cô gái ấy, đừng đối xử với cô ấy quá tốt. Cô ấy sẽ lầm tưởng rằng bạn sinh ra là dành cho cô ấy. Nếu bạn không yêu cô gái ấy, thì đừng dễ dàng nói những câu như anh yêu em hay anh nhớ em. Với bạn, đó chỉ là một lời nói gió bay. Nhưng cô ấy sẽ mất nhiều đêm thao thức vì ảo tưởng vị trí của mình trong lòng bạn. Nếu bạn không yêu cô gái ấy, nhưng cô ấy lại lỡ yêu bạn quá nhiều, làm ơn đừng vì thương hại mà cố ở lại bên cô ấy. Bởi lòng tốt có thể san sẻ khắp nơi, nhưng tình yêu thì không thể. Đến lúc cô ấy nhận ra bạn đối xử với hơn một người theo cách giống nhau, thì trong lòng cô ấy sẽ không chỉ tồn tại một nỗi tổn thương và thất vọng đâu. Nếu bạn không yêu cô gái ấy, nhưng cô ấy lại lỡ yêu bạn quá nhiều, làm ơn đừng vì thương hại mà cố ở lại bên cô ấy. Nghĩ rằng chỉ cần dùng trách nhiệm để thay thế cho tình yêu. Trách nhiệm sẽ giúp bạn và cô ấy đi được 3 năm, nhưng sẽ lấy đi mất nụ cười mãn nguyện của cô ấy cả một đời. Không bao giờ là quá muộn để buông tha cho một người.